Chiều ngày 1 tháng 3, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang có buổi tiếp và làm việc với Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam Nguyễn Ngọc Bảo nhân chuyến công tác tại tỉnh An Giang. Thay mặt đoàn công tác, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam Nguyễn Ngọc Bảo đã thông tin với Bí thư Tỉnh ủy Lê Hồng Quang về kết quả chuyến làm việc tại An Giang. Theo đó, đoàn công tác đến khảo sát 18 hợp tác xã trên địa bàn tỉnh, tìm hiểu những thuận lợi khó khăn, làm việc với một số doanh nghiệp và Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang. Qua khảo sát, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam Nguyễn Ngọc Bảo đánh giá cao những kết quả mà Liên minh Hợp tác xã tỉnh An Giang, các tổ hợp tác xã của tỉnh đạt được trong thời gian qua. Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam cũng đã thông tin với Bí thư Tỉnh ủy Lê Hồng Quang về kết quả làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc triển khai đề án thành lập Liên đoàn Hợp tác xã lúa gạo vùng đồng bằng sông Cửu Long và đề án xây dựng hệ thống công nghệ thông tin phục vụ tư vấn, hỗ trợ và cung cấp dịch vụ đầu vào, đầu ra cho hợp tác xã thành viên. Thông tin về tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh An Giang trong năm 2021 vừa qua, Bí thư Tỉnh ủy Lê Hồng Quang cho biết, dù tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp gây nhiều khó khăn, nhưng với sự lãnh đạo chỉ đạo điều hành của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, các cấp các ngành, đặc biệt là sự nỗ lực đồng lòng của người dân và doanh nghiệp, tỉnh ta đã thực hiện thắng lợi mục tiêu kép, kiểm soát tốt dịch bệnh và phục hồi phát triển kinh tế xã hội. Trong năm 2021, tỉnh thực hiện đạt và vượt 13 trên 15 chỉ tiêu nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh. Tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP của tỉnh năm 2021 đạt 2,15%. Tổng thu ngân sách vượt kế hoạch đạt 7.240 tỷ đồng. Kim ngạch xuất khẩu năm 2021 vượt mốc 1 tỷ đô la, cao hơn 22,8% so cùng kỳ năm 2020. Về đề án thành lập Liên đoàn Hợp tác xã lúa gạo vùng đồng bằng sông Cửu Long, Bí thư Tỉnh ủy cho biết rất ủng hộ và sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để triển khai thực hiện. Bởi đề án có ý nghĩa rất quan trọng giúp tổ chức thúc đẩy sản xuất kinh doanh lúa gạo, xây dựng thương hiệu chuỗi lúa gạo quy mô, nâng cao giá trị hạt gạo, tăng thu nhập, nâng cao cuộc sống cho người nông dân. Trong thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy mong muốn Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tiếp tục quan tâm hỗ trợ giúp đỡ để An Giang nâng cao hiệu quả hoạt động của Liên minh Hợp tác xã tỉnh, các tổ hợp tác xã trên địa bàn, góp phần tiếp tục phát triển kinh tế xã hội, xây dựng An Giang, quê hương Chủ tịch Tôn Đức Thắng kính yêu, ngày càng giang minh, giàu đẹp.